Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Góc Khúc Cuộc Sống. Kính thưa quý vị và anh chị em, một câu hỏi lớn được đặt ra ngay lúc này, trong cái thời điểm này, là ông Trump thực sự có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ không? Theo giới phân tích quân sự, thì họ cho rằng thật khó để bất kỳ một ai, dù là có tài giỏi thế nào, có thể giải quyết vấn đề phức tạp như là xung đột ở Ukraine trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Kính thưa quý vị và anh chị em, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc với chiến thắng được truyền thông tuyên bố rằng là thuộc về ứng viên ông Donald Trump. Giờ đây, cái sự chú ý của dư luận đang dồn về cái vấn đề này, đó là sự hợp tác quân sự kỹ thuật của Ukraine với chính quyền Nhà Trắng sẽ phát triển như thế nào và chiến thắng của ông Trump có ý nghĩa gì đối với Nga và Ukraine. Thì trong cái chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố nếu mà ông đắc cử, ông sẽ có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trước lễ nhậm chức chính thức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 sắp tới và sẽ thực hiện điều đó chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, thì theo giới phân tích quân sự cho rằng thật sự khó để bất kỳ một ai đó, dù người đó có tài giỏi thế nào, có thể giải quyết vấn đề phức tạp như là cuộc xung đột ở Ukraine trong một cái khoảng thời gian ngắn như vậy. Cho đến nay, ngoài lời hứa chấm dứt xung đột ở Ukraine trước khi chính thức nhậm chức của ông Donald Trump, thì đội ngũ của ông Donald Trump vẫn chưa có một cái thông tin chính thức nào về cách mà vị tổng thống này đắc cử sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Và trên thực tế thì ông Donald Trump cũng không thể làm được điều đó nếu chưa tuyên thệ nhậm chức cho đến trưa ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Donald Trump vẫn sẽ không có quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại. Cho đến lúc đó, ông Joe Biden vẫn là tổng thống. Theo các nguồn tin, thì sau khi chính thức nhậm chức, Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ mới có thể thành lập một cái nhóm để mà giải quyết những cái vấn đề ở Ukraine. Chỉ khi đó, ông Donald Trump mới có thể bắt đầu thực hiện các kế hoạch của mình. Không thể có hai chính phủ ở Washington với quan điểm đối lập trực tiếp. Kính thưa quý vị và anh chị em, thì sau cái thời điểm mà ông Donald Trump nhận chức thì mới có thể triển vọng chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine. Về mặt giả thuyết thì ông Donald Trump có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng câu hỏi được đặt ra là trong điều kiện nào và ai sẽ được tuyên bố chiến thắng? Ở giai đoạn này, Liên minh phương Tây, trong đó tất nhiên là có nước Mỹ, hoàn toàn không có thoải mái gì khi kết thúc các cuộc chiến tranh theo các điều khoản của Tổng thống Nga ông Putin. Ví dụ như là về tình trạng trung lập ở Kyiv, việc Nga duy trì quyền kiểm soát đối với các khu vực mới ở Ukraine và phi quân sự hóa và phi phát xít hóa ở Ukraine. Bởi nếu thực hiện điều này thì ít nhất cũng có nghĩa là Mỹ và phương Tây đã chấp nhận một thất bại chính trị trong cái cuộc xung đột ở Ukraine. Nói cách khác, mọi thứ mà Mỹ và châu Âu đã làm cho đến nay đều là vô ích và không có tác động quân sự chính trị nào. Và không có lý do gì để mà tin rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ đi theo con đường này. Với bóng ma rút quân của Afghanistan, điều này có thể gây tổn hại đến uy tín chính sách đối ngoại của Washington. Nếu mà ông Trump thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine, tất nhiên đây chỉ là một giả định. Ông phải định hình theo tình hình, theo cách mà Nga không giành chiến thắng trong cái cuộc xung đột này. Mặc dù là Nga đã giành được quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ và Ukraine không thua, tức là họ đã bảo vệ được cái nền độc lập và chủ quyền của mình. Và trong cái vấn đề này, điều quan trọng đối với phương Tây là khi phải là bên đầu tiên tuyên bố mong muốn chấm dứt xung đột theo những cái điều khoản như vậy, để nó không chỉ là sáng kiến của phương Tây. Và tương lai gần tới đây sẽ cho thấy liệu ông Donald Trump có thể giải quyết những cái mâu thuẫn hiện tại theo cách hiệu quả như vậy hay không. Do đó khiến phương Tây có vẻ như là không thua, và Nga không thắng và Ukraine không bị đánh bại.
Tất nhiên, điều đó sẽ không xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ngay cả chỉ nằm trong trí tưởng tượng tuyệt vời nhất. Kính thưa quý vị và anh chị em, điều mà Tổng thống tương lai của Mỹ chắc chắn có trong kho vũ khí của mình là đòn bẩy kinh tế và sức mạnh quân sự. Chính quyền mới của Washington có thể gây áp lực lên Nga bằng cách là tăng thêm áp lực trừng phạt và có thể đặt Ukraine vào tình thế gần như là vô vọng bằng cách giảm viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự. Nói cách khác, Mỹ rõ ràng có các sự lựa chọn, dù đây không phải là danh sách đầy đủ, để tăng thêm cái áp lực cho các bên trong cái cuộc xung đột này. Nhưng còn một cái câu hỏi chính được đặt ra, liệu Nga có đồng ý với những cái đề xuất như vậy hay không? Và liệu trong cái thời gian còn lại, trước ngày 20 tháng 1 năm 2025 sắp tới, Nga có tiếp tục chính sách sự đã rồi, tức là giành chiến thắng trực tiếp trên chiến trường để định hướng tình hình theo hướng có lợi cho mình hay không? Đó là một cái vấn đề nan giải đặt ra trong cái thời điểm hiện tại. Và tất nhiên mọi người trên thế giới ai cũng muốn chấm dứt chiến tranh tại Ukraine và ai cũng mong muốn rằng Ukraine là người chiến thắng trước Nga, thì đây là một cái vấn đề rất phức tạp và khó khăn để có thể giải quyết trong vòng 24 giờ đối với chính quyền của ông Donald Trump. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Còn quý vị và anh chị em nghĩ sao về vấn đề này, hãy để lại những lời comment bên dưới. Quang Hải xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong những video kế tiếp.